nỗi cười mong em yêu thương, nỗi ngồi tay ngoài trời trầu. Nhắc thằng hai nhó đã lâu rồi sao không về thăm quê. Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê. Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi đồi. Nhìn hàng chuối già con rộ bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ ai. Nhìn hàng chuối già con rộ bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ thường thì khi đến với gương mặt thân quen, đặc biệt là gương mặt thân quen nhí, thì chúng ta sẽ gặp được rất nhiều niềm vui, rất gặp nhiều tiếng cười. Nhưng mà thật sự mà nói, đến với cái tiết mục ngày hôm nay, nó tạo cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Có lẽ là do trước tiên là cái tình cảm trong chúng ta thì ai cũng luôn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho những người thân trong gia đình của mình. Và có lẽ nói rằng một phần thành công cũng như là một cái phần mà rất lớn trong cái việc mà tạo cảm xúc cho tất cả mọi người chúng ta, đó chính là phần trình diễn, phần hóa thân hết sức tuyệt vời của anh Duy cũng như là ca sĩ Minh Thuận. Tôi thật sự không phải biết nói gì hơn nữa là cảm ơn anh Duy và Minh Thuận. Một tiết mục mà đem lại cho tôi một cái chữ mà trên cả tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Đang vui vậy bà nội rất là dí dỏm dễ thương. Đến khi bà nội ôm cái đứa nhỏ một cái thì nó đi qua mặt bà nội, thì các bạn làm người ta bị thốn tim. Bắt đầu nhói ở cái tim, mọi người ngộ ra là bà nội mất rồi. Thì từ lúc đó đổ đi là các bạn lấy nước mắt của khán giả rất là nhiều. Con gái nói ghét là thương, là thương. Con gái nói thương là ghét đó. Con gái nói buồn là vui. Con gái nghĩ rằng là đây là cái tiết mục rất là hay. Và đặc biệt là bé Bảo Nghi ấy, cô không ngờ là con lại diễn giỏi thế. Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói. Là con mắt của con. Con mắt của con diễn rất đẹp và rất là có thần. Thôi, chú xin lỗi, chú nói đến đây khi nhìn vào mắt đây thì thôi chú không nói nữa rồi. Chú đại nghĩa né đàng bên. Mắt chị cũng được mà em. Chị em mình bên kịch nó khác, chứ nhiều khi mắt em cũng điêu ma lắm rồi. Nhưng mà bình thường em hiền là đó, thấy em hiền rồi không? À. Ngày hôm nay hai mẹ con của Ngân Quỳnh làm rất là tốt. Ngày hôm nay là cái cặp đôi này là cái tiết mục mà tôi rất là thích. Cái gương mặt của con lúc mà con giận ngay chỗ này nè. Con đứa con giận dễ thương lắm mà. Anh hoài nó dành anh có tài, nó mới một năm nay mà anh đã bán những tay hơn trăm nàng. Về trời quay pháo xài lên, về trời đế quốc xài lên. Cô Mỹ Linh thì thực sự hôm nay chỉ có ngắn gọn là cô rất là yêu mến cái phiên bản anh Ba Hưng Nhí này, cùng với lại cái phần biểu diễn hôm nay thực sự là cô Thu Phượng lột xác. Hai cô trò hôm nay phải nói là rất là xuất sắc. Tôi rất là thích tiết mục này, thích nhất từ đầu đến giờ. Nó nói rằng anh có tài, nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tôi.
hơn trăm thằng. Dì chủ quên phát xài lên, dì chủ đế quốc xài lên, nó vô bắn phá nó tan sợ mình. Láng giềng hỏi thăm sự tình, tụi nói có anh ba hơn.